Nên quán chân như là không, nên quán pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ là không, nên quán thánh đế khổ là không, nên quán thánh đế tập diệt đạo là không, nên quán bốn tịnh lự là không, nên quán bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không, nên quán tám giải thoát là không, nên quán tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ là không, nên quán quán bốn niệm trụ là không nên quán bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo là không nên quán pháp môn giải thoát không là không nên quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là không nên quán mười địa bồ tát của ba thừa là không nên quán năm loại mắt là không nên quán sáu phép thần thông là không nên quán mười lực Phật là không, nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng là không, nên quán pháp không quên mất là không, nên quán tánh luôn luôn xả là không, nên quán trí nhất thiết là không, nên quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không nên quán tất cả pháp môn đà la ni là không nên quán tất cả pháp môn tam ma địa là không nên quán quả dự lưu là không nên quán quả nhất lai bất hoàn a la hán là không nên quán quả vị độc giác là không nên quán tất cả hạnh đại bồ tát là không nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư phật là không nên quán pháp hữu lậu là không nên quán pháp vô lậu pháp là không nên quán pháp thế gian là không nên quán pháp xuất thế gian là không, nên quán pháp hữu vi là không, nên quán pháp vô vi là không, nên quán pháp quá khứ là không, nên quán pháp vị lai hiện tại là không, nên quán pháp thiện là không, nên quán pháp bất thiện, vô ký là không, nên quán pháp dục giới là không, nên quán pháp sắc, vô sắc giới là không.